thảo đầy bình hiền họ ô và cái này có thái chẳng quay trái phốt bạc này nè cái này chỗ bùa muối ắc cái này có thái ớt chọc mến bỏ mà cái nè bà cái hình sức đam Xin kính chào những khán giả yêu võ thuật của Sao Thao. Và chúng ta đều được trở lại với đấu trường Cun Khơ Mai. Và đây là sân khấu khắc nghiệt nhất của đấu trường Cun Khơ Mai, nơi sẽ có sự hiện diện của thân sấm võ sĩ xuất sắc nhất trong lịch sử Cun Khơ Mai, Thera thi đấu. Và đối thủ ngày hôm nay của Thera là võ sĩ đến từ Cộng hòa Dominica, Estilos, sẽ là kẻ thách thức của nhà vua Cun Khơ Mai trong trận đấu 3 hiệp mỗi hiệp 3 phút này. Và đây là sự xuất hiện của hai võ sĩ Thera là võ sĩ ở gầu đài màu đỏ, còn Edros là võ sĩ ở gầu đài màu xanh. Vẫn là phong cách cảnh thấy của Thera, anh thi đấu vô cùng ung dung trước đối thủ đến từ Cộng hòa Dominica của mình. Vẫn là phong cách nhường lại phần thân sân cho đối phương. Cú đạp rất chất lượng của Thera vào bụng của Edros, bắt chân và phản công bằng những cú đấm. Vẫn là phong cách sương sấy, sự mạnh mẽ trong từng cú đấm của Thera trong những trận đấu của mình. Liên tục áp sát của Eddie Cross. Và bây giờ là cú đạp của Thera. Cú đạp rất nặng của võ sĩ mệnh danh là võ sĩ Cun Khơ Mai xuất sắc nhất trong lịch sử Campuchia. Lên nhịp của Eddie Cross nhưng đó không là đáng kể gì đối với Thera. Eddie Cross không dám đánh mạnh, bởi anh biết khi anh tung đòn nặng thì ngay lập tức Thera sẽ có những cú phản công vô cùng sắc bén và mạnh mẽ về phía của anh. Edirot đang không dại gì mà chọc giận vị vua của Cun Khơ Mai, thân sấm của bộ môn Cun Khơ Mai cả. Trận đấu được rơi vào thế giữa sân. Thera đang nhường vị trí lại cho Edirot để Edirot dồn ép mình. Đây là một ý đồ của võ sĩ Thera. Vừa rồi là một cú phản tay sau rất chính xác của Thera. Một tình huống đấm đã khiến cho Eddie Cross phải loạn trọng. Cú đấm đã tạo nên thương hiệu của Thera. Một đấm vào bụng là những cú trỏ là thương hiệu của Thera ở trong những trận đấu cũng không ai, như là những trận đấu Muay Thai. Bây giờ là sức ép từ những cú phang ống phá trụ của Thera. Liên tục là những tình huống tấn công vào của Eddie Cross. Đó không là đủ sức ép để cho Thera. Thera có một ly thi đấu vô cùng hợp lý. Tay sáu tốt của Thera sau một tình huống đổi ngựa, chuyển sang thế kèo sapo. Thế kèo thuận cho họ sĩ vận tay trái. Và vừa rồi là một cú trọ lật của Thera vào đầu của Eddie Cross. Thêm một cú trọ lật nữa, cú trọ rất chất lượng của Thera. Một cú trọ không gây rách cho đối phương, cùng lại một cú trọ đi thẳng không sọ, khiến cho đối phương vô cùng đau đớn. Và bây giờ là sức phản kháng của Eddie Cross sau những tình huống trọ. Hay lập tức thì Thera đã có tiếng khiêu khích đối phương của mình. 30 giây cuối cùng trên thi đấu đầu tiên, trận đấu diễn ra ở đấu trường Cun Khơ Mai khắc nghiệt nhất Campuchia, giữa hai võ sĩ Thera của chủ nhà Campuchia đối đầu với Eddie Cross, võ sĩ đến từ Cộng hòa Dominica. Trọng tài đã yêu cầu hai võ sĩ tích cực hơn. Một tình huống né đòn và thâu đó là gối bay của Thera. Một tình huống gối bay đi thẳng vào bụng, thêm cú trò cắm, thêm cú đá nữa của Thera, bắt chân cho võ sĩ đến từ Cộng hòa Dominica. Nhưng đó là không đủ để khiến trụ của võ sĩ xuất sắc nhất lịch sử Campuchia phải gục ngã. Ngay lúc này thì trận đấu đầu tiên khép lại, chúng ta cùng xếp lại qua trận. Cú phản công rất sắc lẹm bằng tay sau của Thera. Cú đấm đã khiến cho Eddie Cross thậm chí phải loạn choạng. Tiếp sau đó là cú phang trụ rất chất lượng, trò cắm và trò lật cũng là những món vũ khí đầy sắc sảo của Thera trong những trận đấu. Eddie Cross cũng có cơ hội đánh trúng Thera, nhưng đó là chưa đủ để khiến võ sĩ xuất sắc nhất lịch sử Cun Khơ Mai phải hứng chịu liên tục là những tình huống tấn công đầy bản sắc của Thera trong từng tình huống tấn công của mình. Và chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp đấu thứ hai, trận đấu Cun Khơ Mai ở hạng cân 70 kg giữa võ sĩ Thera
của nước chủ nhà Campuchia đối đầu với võ sĩ đến từ Dominica Eddie Cross trong một trận đấu không ai, mà phần lớn lợi thế đang nghiêng về phía võ sĩ xuất sắc nhất lịch sử của bài Tehran. Thế trận vẫn đang diễn ra, người thi đấu đầu tiên thì Eddie Cross vẫn chủ động áp sát Tehran thi đấu vô cùng thong dong tự tại, liên tục là những phản công tay sáu sắc lại của Tehran. Cú đấm đi thẳng vào cổ của võ sĩ Eddie Cross, bóc ngang rất mạnh, liên tục những cú đấm kèm theo đó là cú chọc đến từ người của Tehran. Eddie Cross chỉ còn cách ôm Tehran thật chặt để kìm hãm sự hưng phấn của nhà vua cung khơ mài Tehran. Dồn ép của Tehran bây giờ đây là lúc Tehran dồn ép liên tục đến những huống đổi kèo kèm theo đó cú chọc sắc lẹ đến từ Tehran. Vừa rồi là một tình huống nhất bùng cả người của Tehran lên đến từ Eddie Cross. Tehran bây giờ sẽ dồn ép lại Eddie Cross sau hiệp 1 mà Tehran đã nhả lại sân chơi cho đối phương. Eddie Cross không tận dụng được thời cơ đó và trong hiệp 1 đã dùng rất nhiều đòn đánh rất nặng của Tehran cho các yêu cầu hai bóng. Vẫn là những tình huống gây sức ép của Tehran lên người của võ sĩ đến từ công an Dominica. Những cú đá và những cú đấm của Tehran bây giờ là lúc Tehran nổi nóng. Một tình huống rất dài nữa khi Tehran ôm lấy phần cơ thể của Eddie Cross sau một tình huống tựa dây đài. Khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình. Và bây giờ là lúc Tehran cho thấy khán giả thấy được màn trình diễn đẹp nhất của mình trước võ sĩ đến từ Dominica. Eddie Cross liên tục là những tình huống dồn ép của Eddie Cross. Nhưng đây là cơ hội để cho sở trường của Tehran lên tiếng. Những tình huống phản công chớp nhoáng. Và lại có thêm cú đấm bằng thế kéo nghịch của Tehran về phía của Eddie Cross, liên tục là những cú chỏ cắm, những cú chỏ cắm đi thẳng vào cổ Eddie Cross. Chỏ cắm rất đau, sự đau đớn đang hiện ở trên khuôn mặt của Eddie Cross sau những cú chỏ rất nặng của Tehran. Eddie Cross không dám sử dụng đòn đánh nặng của Tehran và bây giờ anh phải hứng chịu cơn mưa đòn chỏ đấm của Tehran. Ngay giơ tay đầy phấn khích của Eddie Cross sau một tình huống đánh hụt anh né được đến từ Tehran, hai bác sĩ có những lời chạm gang với nhau. Chắc chắn Tehran sẽ dồn ép Eddie Cross một cách mạnh mẽ. Những giây cuối cùng liên tục là sức ép, những cú đá rất nặng của Tehran về phía đầu Eddie Cross. Trọng tài yêu cầu hai bác sĩ tích cực. Eddie Cross vẫn chỉ sử dụng những cái tay trượt để hạn chế tầm tấn công của Tehran, đó là chưa đủ vì những tình huống phản công của Tehran đang rất sắc lẹm. Nụ cười đã nở trên môi của Tehran. Và bây giờ là lúc anh muốn kết thúc trận đấu. 10 giây cuối cùng, liệu Tehran có thể kết thúc trận đấu không? 9 giây. Đánh vào bụng rất chính xác của Tehran rồi. Eddie Cruz đang bị đau và liên tục là liên hoàn đấm đến từ Tehran. Rất tiếc cho Eddie Cruz khi anh bị đếm ở những giây phút cuối trận này. Và Tehran nhảy điệu nhảy chiến thắng cho người dân Campuchia chiêm ngưỡng. 8 tiếng đến và Eddie Cruz đã không thể chịu được những cú đấm sấm sét từ tầng sấm Tehran, trước sức ép của hàng ngàn hàng vạn khán giả đến với võ đài khắc nghiệt nhất của đấu trường cơ bản. Những cái ôm thắng thiết của Tehran để cho đối thủ đến từ Cộng hòa Dominica Eddie Cruz. Bây giờ là giây phút ăn mừng chiến thắng của Tehran. Highlight của huấn luyện viên của Eddie Cruz dành cho Tehran. Công nhận sức mạnh chỉ xuất phát lên chỗ và đây là những tiếng quay lại tay trước kèm theo những tiếng chọn tạo nói Scott ba nè Scott cú đấm rất kinh khủng của Tehran với Eddie Cruz được biết dần nè mùi cay nè nó bao thêm gì ra nên cái hai ta nó lên bút thảo đáy bị kiên họ ô và cái này có thay chẳng quay trái phật bắt này nè kết thúc trận đấu lại đi chỗ bùa mùi đấm đi thẳng vào gan của Eddie Cruz này có thay ớ chồng mê rồi bỏ một cái nè cơn mưa làm đấm của Tehran kết thúc lại đam cruy của ba ta và Eddie Cruz ta chụp lên chỗ lại trên sàn cao ôi và nè thì ra có một thoại bằng cùng ở con đó là crew và chẳng cứ cả nà đè đăng con crew 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 chuối chuối nó cứ crew chuối bằng hát và ở con ta lần này nơi sau đây bị thi bấm bẹc sai cơ vật và chun đó mà chạc sai cơ vật và Gensberg rí cho xây cun khả mại và nè không thằng ngày này ta bắn nó và Eddie Rose ngày này và lửa cơ lâu hỏi
châu cái nhà bà Thera thương ngân thương ngân tiền bà và cái anh chơi ấy cái sợi sâm mà bánh bánh cái sâm tại nhà cái lá cứ bay đi hai bà bà hot đấy đấy bà ô hot đấy bà cái tha bánh pu ha bà pu đi và về cái pu ăn bay một cái lên bay pu bay lên bay pu và về bay pu cái mình cái chọc đập về chọc cái áo mỏ bay cái bao thèm tiền để câu kì đã ăn cơm bữa cơm tuần tới chun đó cái này cam cà bơ chay để bữa cơm là đập hoa chụp lâu cả ចាសសូមអរគុណកីឡាករបងកុលក្រហមធឿនធីរាឆ្នាំកីឡាករគុលខៀវដល់កុលខៀវសាទរកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជា